Em thắp hương đi. Không được thắp. Anh Cao, đây là thắp hương mà bọn em không được thắp nữa à? Là này nó đang có lỗi với dòng họ, nó không được phép thắp hương. Anh Cao, sao mà anh cố chấp với như vậy nhở? Tôi cho nó vào cái nhà này đấy, đã là may mắn cho nó lắm rồi. Cái loại con gái gì 3 năm chưa có con, nó mới đối xử như thế là đúng rồi. Anh mà nói như vậy là rất tội cho Lan Anh, anh hiểu không? Thôi, anh đừng cãi lời của anh Cao nữa, là lỗi của em à. Anh Cao, em biết là việc mình không mang thai được là lỗi do em. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua em cũng đã cố gắng chạy chữa khắp nơi rồi, nhưng mà em cũng đành bất lực. Chắc là do em chưa có duyên để có con. Em mong anh hãy thông cảm cho em ạ. Cô chú tự mình mà kiềm điểm bản thân đi. Tôi cũng có cái nỗi khổ của người làm anh, mong cô chú hiểu cho. Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài rửa mặt. Em chào chị ạ, em mới về. Vâng, tôi nghe tiếng chú Tím từ nãy rồi, vừa mới bị anh Cao mắng chứ gì. Đã là gái độc thì làm sao mà sinh được con, có trách mắng thì cũng thế thôi. Chị, sao chị nói em như vậy à? Ồ, thế tôi nói không đúng à? Tôi chỉ nói theo kinh nghiệm của ông bà xưa thôi, cây độc thì không trái, mà gái độc thì không con. Thím phải nhìn tôi đây này, vừa mới cưới anh Cao về đã sinh được con trai luôn, nên là lúc nào cũng được dòng họ yêu mến, chứ đâu như ai kia. Tôi nói thế chắc thím cũng hiểu. Tôi mà như thím ý thì tôi ly hôn lâu rồi, đã không sinh được con cứ vướng bận người khác làm cái gì. Chị Linh, sao chị lại nói với em như thế? Thì tôi cũng chỉ nói theo kinh nghiệm của ông bà xưa thôi, làm gì mà chú phải lớn tiếng thế. Đều là phụ nữ với nhau cả, đáng nhẽ chị phải thông cảm cho vợ em, đằng này chị lại nói mỉa mai như nào. Này, dù gì tôi cũng là chị dâu cả của nhà này, tôi chỉ góp ý cho em dâu vài lời thôi cũng không được à? Bố mẹ mất sớm, bây giờ nhà này tôi với anh Cao là lớn nhất, thế cho nên là vợ chồng tôi nói gì thì vợ chồng chú cũng phải nhịn. Nếu như chị nói đúng em sẽ nghe, nhưng mà chị nói thế này em không phục. Chú, thôi anh đừng có cãi lời của chị nữa. Vừa mới về đã làm gia đình xào xáo rồi, không biết là Tết năm nay có ăn Tết yên không nữa. Chị nói thế là như nào? Gia đình ngày xào xáo tất cả đều là do chị đấy. Này, chú đừng có mà hỗn láo nhá, có đứa em chồng nào mà lại đôi co với cả chị dâu mình như thế không ạ? Chị cứ phải ác mộng ác miệng như thế chị mới vừa lòng à? Thôi, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị ạ. Tất cả là tại cô đấy, đồ gái độc. Em đã bảo anh là đừng có cãi lời của chị nữa rồi cơ mà, em không muốn mọi người trong gia đình xào xáo về chuyện của em. Để anh đỡ cho. Ngồi xuống ăn cơm đi. Anh chị ạ. Ai cho cô ngồi cùng? Anh, lại còn chuyện gì nữa à? Tôi không đồng ý để cho cô ta ngồi cùng bàn ăn. Ý anh chú ấy là muốn thím phải xuống dưới nhà ngồi. Vô lý. Tại sao chị Linh được ngồi đây mà là anh của em lại phải xuống bếp? Sao anh đối xử bất công như thế được? Đơn giản là vì cô ta chưa hoàn thành nghĩa vụ làm dâu, còn cái Linh ấy thì đã duy trì được nòi giống cho nên được coi trọng, hiểu chưa? Làm gì có cái quy tắc nào vớ vẩn như thế được? Là tôi đặt ra đấy. Tôi không muốn ngồi cùng bàn với những cái người mà không coi trọng ông bà tổ tiên như thế. Anh chị cứ dùng cơm đi ạ. Đợi đã. Đã thế, em và Lan Anh sẽ ăn cùng nhau. Còn mâm cơm này, em mời anh chị. Em cố ăn đi. Mai anh lên thành phố công tác, anh sẽ mua ít đồ để gửi cho em xuống đây. Anh không cần phải làm thế đâu, nhưng mà thế này cũng được. Quỳ xuống. Chị, thế rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Cô cứ chờ đấy, sẽ có tuồng hay cho cô xem. Thế nhà này là nhiều yêu ma lắm đấy nhá. Nếu mà không cúng bái ấy thì không khá lên được đâu.
nữ này là đang có vòng theo đấy nhá. Có phải là không sinh được con đúng không? Ui thầy hay quá, nó được gả ở đây cũng gần 3 năm rồi mà vẫn chưa sinh được con, mong thầy giúp dùm cho ạ. Chưa có con, bởi vì có vong theo. Mạng nữ này ấy, nếu như mà không có ta cúng bái ấy, thì cả cuộc đời không có con được. Em không tin vào mấy chuyện ma quỷ ở đâu. Mong ta là ai đấy? Ui dồi, ui, cái con bé này, đây là thầy đã đắc đạo, tí nữa là thành tiên rồi đấy. Hôm nay thầy đến nhà mình là để giúp nhà mình trừ quỷ diệt ma đấy. Đừng có mà vớ vẩn. Ma nó nhập, cho nên là nói lung tung đấy. Mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Này, này bỏ em ra nhá. Quỷ bỏ em ra. Em đã bảo là không bị ma nhập gì rồi cơ mà. Này, vong quỷ kia, mau xuất hồn đầu thai đi. Bỏ tôi ra. Em đã bảo là không có ma quỷ thì tôi ra. Xuất hồn, xuất hồn, xuất hồn. Này, cô định lười việc đấy à? Ngồi dậy giặt quần áo đi. Chị ơi, hay để chiều em giặt được không ạ? Bây giờ trong ngực em đau quá. Cô đùa tôi đấy à? Thầy cũng đánh đuổi tà ma, chứ phải đánh cô đâu. Ngồi dậy ngay đi. Ui, đừng có mà lười, rồi giao hết việc nhà cho tôi như thế. Em xin chị nhưng mà em đau lắm. Có đau thì cũng đứng dậy mà làm. Ở đây không ai rảnh mà hầu hạ cô đâu. Đứng dậy. Xin chị ơi em xin chị, em đau lắm ạ. Dừng lại. Anh xem nào. Tôi thật không ngờ hai người bày ra cái trò tàn ác hoang đường này để hành hạ Lan Anh. Hai người có nhân tính hay không? Thế ai làm gì? Này, mà anh nói với anh mày như thế đấy à? Ta làm thế là vì ai? Ta xuôi giày cúng mày chắc là rẻ tiền lắm đấy à? Ta nói cho mày biết nhá, nếu mà nó vẫn không sinh được con ấy, mày chuẩn bị tinh thần mà ly hôn đi. Mày phải lấy vợ sinh con, nghe rõ chưa? Sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu. Tôi sẽ không bao giờ chia tay Lan Anh. Được, nếu mà như thế thì mày cuốn gói cút về thành phố mà ở. Anh, dòng họ này không có chứa chấp của loại bất hiếu như mày. Tao nói rồi đấy, mày chọn đi. Một là nó, hai là dòng họ. Nó không sinh được con ấy, nó đáng bị trừng phạt. Người bị trừng phạt là tôi đây này. Tôi mới là người bị vô sinh, chứ không phải là anh. Tại vì em không dám nói cho mọi người biết, em sợ mọi người chế giễu. Nhưng bởi vì thế mà hai người hành hạ Lan Anh là như thế nào hả? Anh Tùng Anh, tại sao chuyện lớn thế này mà anh không nói cho em biết? Anh cứ giữ một mình rồi chịu đựng một mình như vậy. Anh xin lỗi em. Anh sợ em lo lắng cho anh, cho nên anh mới không nói. Bây giờ em biết rồi, em còn chê trách anh không? Em không chê trách anh, mà em còn thương anh nhiều hơn. Em hứa với anh là sẽ ở bên cạnh anh đến suốt cuộc đời này. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đến mức như thế này. Là lỗi của tôi. Xin lỗi Thín, Lan Anh. Dù sao bây giờ thì mọi người cũng đã biết hết rồi. Em chỉ hy vọng là mọi người đừng có trách anh Tùng Anh. Bởi vì anh ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi ạ. Có trách cũng giải quyết được vấn đề gì nữa đâu. Là do số phận cả thôi. Trông người thế này mà lại vô sinh, khó tin thật đấy. Hay là sao hả anh Đùng Anh? Thế hóa ra người không có con được chính là em à? Lan Anh, em bình tĩnh lại đã. Thế sao chuyện này anh không nói thật với anh chị biết? Thế hóa ra... Ôi trời ơi! Thế hóa ra... Em mới chính là người có lỗi với gia đình của anh à? Em không có lỗi. Bản thân em cũng không muốn thế mà. Nhưng mà tại sao anh lại không nói cho anh chị biết? Anh giấu anh chị làm cái gì? Anh phải nói như vậy để anh chị có thể thông cảm cho em mà không làm khó em. Lan Anh à, em bình tâm lại đi. Chuyện sinh con mình không thể cưỡng cầu được đâu. Em xin lỗi. Em là kẻ vô dụng. Em là kẻ vô dụng. Em không thể sinh con được cho anh. Em đừng nói như thế mà. Là vợ chồng với nhau, chúng ta phải biết san sẻ buồn vui, vượt qua mọi khó khăn.
Em hứa với anh, em sẽ ở với anh đến hết cuộc đời này cơ mà. Nhưng mà em không xứng với anh. Em đừng nói như vậy. Anh hứa với em, sau này nhận định hai vợ chồng chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau. Mày mở mắt ra mà xem. Mày dám qua mặt tao như thế à? Anh, tờ giấy này sao anh lại có ạ? À? Mày không cần biết là tại sao mà tao có. Mày vì một đứa con gái không ra gì mà mày dám lừa cả tao à? Uổng công tao nuôi mày ăn học, bây giờ mày phản tao đấy. Anh phải dứt khoát với cô ta đi. Chứ cứ nóng giận làm gì lại thêm sinh bệnh. Cô mau cuốn gói cốt của nhà tôi ngay. Nhà tôi không thể chứa chấp cái loại vô sinh như cô được. Tao, em xin anh mà, đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Em... Cô không cần phải nói nhiều. Cô chỉ việc cuốn gói và cốt của nhà tôi thôi. Anh Cao, là anh rõ ràng đáng thương hơn đáng trách mà anh. Không có đáng thương hay đáng trách gì ở đây hết. Đã không sinh được con ấy, là phải cuốn gói rời đi. Chú mà cứ sống với cái loại gái độc này ấy, thì chỉ thêm khổ thôi. Chú nên nghe lời anh chú đi. Chị thôi đi. Cùng là phụ nữ với nhau, chị chẳng thông cảm cho Lan Anh thì thôi. Đúng rồi, tờ giấy này chị ăn cắp được, chị đưa cho anh Cao đúng không? Thì tôi cũng chỉ vô tình nhặt được thôi. Mà sự thật nó là thế mà. Có trách ý, thì trách vợ chồng chú Tím, rồi cũng trách đến anh Cao. Cầm miệng hết đi. Tùng Anh, tao cho mày một sự lựa chọn. Một là mày bỏ con này. Hai là mày cuốn gói bỏ xứ về thành phố mà. Mày chọn đi. Anh Cao, anh đừng đuổi anh Tùng Anh mà. Em sẽ rời đi. Anh đừng làm khó anh ấy nữa. Lan Anh, anh Tùng Anh, xem như là duyên của mình đến đây thôi. Nếu như mà cứ tiếp tục mãi như thế này thì chẳng có ai được vui cả. Em sẽ rời đi để cho anh có thể có được tự do. Không được, anh không cho phép em làm thế. Không cho phép ấy thì cuốn gói bỏ xứ mà đi đi. Tao không chứa chấp cái loại bất hiếu như mày. Anh à, anh có thể thông cảm cho em một lần được không anh? Không có cảm thông gì ở đây hết. Tất cả những gì cần nói tao đã nói với mày rồi đấy. Mày chọn đi. Anh Cao, chính Lan Anh là người đồng cam cộng khổ với em. Em không thể bỏ cô ấy đâu. Cho nên em quyết định sẽ rời đi. Ông bà tổ tiên vẫn mãi ở bên trong lòng em. Mày vì một cái đứa không ra gì mà mày dám bỏ cả gia đình à? Em không thể phụ bạc Lan Anh được. Thông cảm cho em. Đúng anh đừng làm thế mà. Không, anh quyết định rồi. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu. Em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cô ta xài bùa chú chắc luôn. Bởi vậy mà chú mới răm rắp nghe theo lời cô ta như thế chứ. Chị thôi ngay đi. Chị mới thấy người ta đau đớn thì chị mới vui à? Hả? Thì tôi cũng chỉ lo cho chú thôi mà. Chị chỉ cần im lặng là đủ lo cho tôi rồi đấy. Nói xong chưa? Nói xong rồi ấy, dọn đồ cút ra khỏi nhà nhanh lên. Anh Cao, từ bé đến giờ em chưa dám cãi anh một lời. Nhưng lần này vì em bảo vệ Lan Anh mà cãi lời anh, cho nên em muốn xin anh một điều. Anh hãy cho em ở lại để khi nào hết dỗ của bố được không? Em nghĩ là ông bà và bố mẹ sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của em. Anh không cạn tình với em chứ? Được. Ta cho mày phụng hiếu bố nốt cái đám dỗ này. Xong đấy thì cút khỏi nhà này. Nghe rõ chưa? Anh chú là còn hiền đấy. Là tôi á, tôi cầm chổi quét hai vợ chồng chú ra ngoài từ lâu rồi. Chị Sáng! Em cảm ơn anh bởi vì đã ở bên em. Cho dù có hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không rời bỏ em đâu. Em làm cái gì đấy? Anh đến đây làm gì? Muốn cả nhà chồng tôi biết à? Biết thì càng tốt. Anh sẽ cho em đi cùng với anh luôn. Anh điên vừa thôi, đừng có phá cuộc sống của tôi nữa. Em thông cảm. Nếu mà không phải vì Tùng thiếu quá ấy, thì anh cũng không đến gặp em làm gì đâu. Anh lại muốn gì?
Anh muốn tiền, muốn cả em. Anh điên vừa thôi, muốn chết à? Sao lại điên nhỉ? Dù gì thì em cũng đã từng là người thương của anh. Anh gần gũi với em một chút, có làm sao đâu. Anh muốn tiền đúng không? Bao nhiêu? Tôi sẽ đưa cho anh tiền, nhưng đổi lại anh không được đến tìm tôi nữa. Ok, 300 triệu, anh sẽ đi ngay. Cái gì? 300 triệu á? Anh cướp à? Anh nghĩ tôi có nhiều tiền như thế à? Đấy là chuyện của em. Anh nghe nói là thằng chồng em có bao nhiêu mảnh đất đấy. Bằng đấy thì đáng bao nhiêu? À, nếu mà em không lo được cho anh ấy, thì anh sẽ bung bét hết cái chuyện trước đây. Trước khi mà em được gả cho hắn ấy, anh với em đã từng ăn ở với nhau như thế nào. À, còn cả cái chuyện đứa con em sinh ra ấy, là con của anh. Em thử nghĩ mà xem, cái lúc mà nó biết được cái đứa con mà nó bao ngày đây nó yêu thương ấy không phải là cùng máu mủ với nó, thì nó sẽ như thế nào? Anh câm mồm đi, không được nói nữa. Đừng có nổi điên lên với tôi. Lo mà vòi tiền cái thằng chồng ngu ngốc của cô đây. Mày à. Mày cút khỏi đây ngay. Sẽ không có đồng nào cho mày đâu thằng đẻo ạ. Mày không cút khỏi đây, tao gọi nghi nhà tao ra đấy. Được rồi, may cho mày đây là địa bàn của mày đấy. Không thì mày chết với bố. Nhớ mặt bố mày đấy. Anh Cao, anh nghe em giải thích đi. Chuyện không như hắn nói đâu. Câm mồm. Cô đúng là cái loại gái lẳng lơ. Tôi đã bị cô lừa suốt mấy năm nay rồi. Tôi đúng là thằng ngu mà. Em biết mình sai rồi. Từ ngày em gả cho anh, em vẫn luôn chung thủy với anh. Em xin anh cho em một cơ hội đi ạ. Cô bôi do chắc chở vào mặt tôi. Bây giờ cô còn bảo tôi cho cô một cơ hội á? Hả? Cô cút ngay, mang theo đứa con hoang của cô luôn đi. Không, em xin anh đấy. Đúng mà, em xin anh. Một là cô cút ngay bây giờ. Hai là tôi sẽ bêu giới cô với cả hàng xóm láng giềng đấy. Cô chọn đi. Anh đừng uống rượu nữa. Anh Cao, anh uống cốc chè cho giải rượu đi ạ. Anh đừng uống rượu nữa. Cô chú cứ để cho anh uống, cho anh quên cái nỗi buồn này đi. Anh giờ không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa rồi. Họ chế giễu anh là nuôi con hoang đấy. Anh à, anh đừng quan tâm những lời họ nói. Họ là người không hiểu chuyện. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Miệng lưỡi của bọn họ, mình làm sao mà mình quản được ạ? Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Anh phải trấn lên anh. Còn làm rộn cho bố nữa. Họ hàng sẽ đến đây thắp hương đấy. Nếu như bây giờ mọi người đến đây mà nhìn anh như thế này. Anh xin lỗi vì đã khắt khe với hai đứa quá. Thế mà để khi anh gặp chuyện, lại là hai đứa ra động viên anh đấy. Anh à, chúng ta là anh em, cãi nhau thì cãi nhau thôi, làm sao mà bỏ nhau được. Anh biết rồi, anh xin lỗi hai đứa. Anh à, ngày giỗ của bố, em nghĩ bố chỉ muốn chúng ta hòa thuận vui vẻ với nhau thôi. Em nói đúng, ngày giỗ của bố chúng ta phải vui thì bố mới vui chứ. Nào hai đứa, theo anh vào trong nhà thắp hương cho bố nhá. Dạ. Lan Anh, em làm sao thế? Em có thai à? Sao cơ? Có thai á? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà triệu chứng của Lan Anh bây giờ khá giống với cả triệu chứng của Tú Linh ngày trước, cho nên anh đoán như thế. Lan Anh, em thấy trong người thế nào? À, dạ, em thấy sự thay đổi trong cơ thể của mình khoảng 2 tuần nay ạ. Ngày hôm qua em có một que thử thai, thì có dấu hiệu là mang thai, nhưng mà em chưa dám nói với ai. Em muốn đi kiểm tra chính xác thì mới thông báo với mọi người. Em sợ là mình mừng hụt. Với lại em nhìn thấy anh buồn thế này, em cũng không dám nói. Trời ơi, chuyện lớn như thế này sao em lại giấu anh? Thì em muốn kiểm tra chính xác thì mới nói cho mọi người mà. Với lại em sợ là mình không mang thai bởi vì kết quả xét nghiệm. Xét nghiệm thì cũng có những lúc nhầm lẫn mà. Anh nghĩ là ông bà tổ tiên phù hộ cho hai đứa đấy. Nào, chúng ta vào thắp hương cho gia tiên thôi.
nhà mình có hỉ rồi em ạ. Vâng anh. Đi thôi em, nhẹ nhàng thôi.